Chào mừng tất cả quý khách hàng đến với Shop Thị Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Tối hôm nay thì em sẽ lên mã áo polo hiệu của Nhật và của Hàn để gửi tới các chú ạ. Tất cả đơn hàng của em tối hôm nay thì em vẫn bao ship toàn quốc gửi tới mọi người ạ. Và tất cả sản phẩm này cũng đều được em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng các chú nhé. Độ mới cực kỳ cao ạ. Người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin vào số Zalo 0948241055 để em được tư vấn và gửi đơn ạ. Tất cả sản phẩm này cũng đều là hàng cuối mùa rồi, thế là em bán cái giá cực kỳ ưu đãi luôn đấy các chú ạ. Nên mọi người cố gắng nghe rõ cái số đo để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm vừa vặn nhất các chú nhé. Tránh trường hợp đổi trả hàng thì rất là mất thời gian cho em ạ. Em xin phép đi vào giới thiệu từng sản phẩm của tối ngày hôm nay. Em lên mã đầu tiên là mã Y1, vai 43, bụng 49 và dài 67 ạ. Vai 43, bụng 49 và dài 67 các chú ơi. Em polo màu đỏ đô nhá. Em này hiệu của nhà Nepal này các chú này. Logo tag mark được dập ở phần cổ đây ạ. Trước ngực cũng sẽ được thêu cái logo Nepal nhé các chú nhé. Chất em này thì sẽ là chất poly, có độ co giãn siêu nhiều này, với tông màu đỏ rất là tươi tắn trẻ trung nhé. Em này độ mới cực kỳ cao, mới 90-95% các chú ơi. Phần tay cũng sẽ được thêu cái logo tag mark này. Đó, nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu nhé. Một em Nepal của Hàn có cúc phụ đi kèm đây ạ. Độ mới cao cho em nhé. Tuy nhiên em này thuộc form size nhỏ thôi ạ, dành cho các chú mình từ 50 đến 55 cân thì mới mặc vừa đẹp em này nhé. Màu đỏ vô cùng đẹp, tươi tắn và trẻ trung đúng không ạ? Giá em này là 200 ngàn ạ. Vai 43, bụng 49 và dài 67, giá 200 ngàn cho một em Nepal đấy ạ. Em lên mã Y2, vai 44, bụng 49 và dài 65. Vai 44, bụng 49 và dài 65 các chú ơi. Một em hiệu của nhà Nai nhé. Một em Nike gốc này, Make in Thái Lan sản xuất đấy ạ. Form size L, logo tag mark cũng được dập ở phần cổ nhé. Trước ngực thì sẽ được dập cái hình móc câu này các chú ơi. Chất em này sẽ là chất thun thể thao, co giãn, rất là thông thoáng nhẹ nhàng. Màu xanh nhạt và được phối họa tiết chìm đấy nhé các chú nhé. Được phối họa tiết chìm đấy ạ. Đây, thân sau của nó đây. Ở giữa sẽ có một cái đường may trang trí như thế này đây ạ. Chất rất là nhẹ nhàng, tông màu cực kỳ mát mắt. Em này thì sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên đây ạ. Đó, một em Make in Thái Lan và là hàng xuất đi rất là nhiều nước này. Tác mắc quá trời luôn các chú ơi. Độ mới trên 90% cho em nhé. Vai 44, bụng 49 và dài 65 ạ. Giá 200 ngàn. Mã tiếp theo lên mã Y3. Vai 44, bụng 48 và dài 66. Vai 44, bụng 48 và dài 66 ạ. Một em polo. Thân trước nó sẽ là màu trắng nhé các chú nhé. Em này cũng thuộc dòng gốc, câu lạc bộ gốc đây các chú ơi. Chất siêu đẹp luôn. Thân trước sẽ là màu trắng, cổ thì sẽ phối màu xanh lam này. Thân sau của em này đây ạ. Thân sau nó cũng sẽ là cái vải lưới với tông màu xanh lam nhé. Đây, có logo được in đây các chú ơi. Chất siêu nhẹ, mát mẻ, nhẹ nhàng. Tông màu này nó phối cũng cực kỳ đẹp, trẻ trung và sang lịch sự này các chú này. Chất của em này thì quá là xịn sò luôn ấy. Vải sau, thân sau của nó thì sẽ được phối cái vải lưới thông hơi nhé. Vô cùng mát mẻ. Độ mới cao, mới 95-97%. Tác mác của Hàn cúc phụ đi kèm đây ạ. Vai 44, bụng 48 và dài 66 nhé chú nhé. Giá chỉ có 200 ngàn thôi. Đó. Mã tiếp theo lên mã Y4. Vai 40-42, bụng 46 và dài 66. Vai 40-42, bụng 46 và dài 66 các chú ạ. Một em New Balance. Một em New Balance form size M nhé các chú nhé. Tag mark được may ở phần cổ này. Trước ngực cũng sẽ được dập logo nhé. Toàn bộ cúc cũng sẽ được khắc tên New Balance đây các chú ơi. Chất sẽ là chất poly, rất là thông thoáng, mềm mại cực kỳ. Thân sau của em này thì sẽ được in logo này các chú này. Đó. Kiểu dáng thể thao, chất poly thể thao nhé. Cực kỳ nhẹ nhàng. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Đó, tag mark của Hàn đấy các chú ạ. Tag mark của Hàn và cúc phụ đi kèm nhé. Form dáng rất là trẻ trung. Độ mới trên 90% các chú ạ. Vai 40-42, bụng 46 và dài 66. Giá 180 ngàn cho em New Balance đấy các chú nhé. Tông màu đen, mặc đen cũng cực kỳ sang luôn đấy ạ. Em lên mã Y5. Vai 44, bụng 48 và dài 70. Vai 44, bụng 48 và dài 70 ạ. Một em hiệu của nhà Nike gốc nhé các chú nhé. Make in Việt Nam sản xuất. Em này form size S này. Có logo móc câu được thêu ở trước ngực đây nhá. Với cái tông màu xám. Tông màu này thì cũng mặc cực kỳ nhã nhặn và sang lịch sự đấy ạ.
độ mới cao nhé, mới 95-97% cho em. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt. Make in Việt Nam sản xuất đây các chú ạ. Đó, và là hàng xuất Thái, em thấy có chữ Thái ấy. Độ mới 95-97%. Tông màu mặc lên cực kỳ sang và tôn da này các chú này. Vai 44, bụng 48 và dài 70. Giá 200 ngàn nhé cho một em lai gốp. Chất sẽ là chất poly, rất là thông thoáng, mát mẻ, nhẹ nhàng đấy các chú ạ. Mã Y6, vai 42 đến 44, bụng 46 và dài 68. Vai 42 đến 44, bụng 46 và dài 68 các chú ơi. Một em polo màu đỏ nhá. Và một em Adidas đấy ạ. Tag mark được dập ở phần cổ, form size M các chú nhá. Make in Việt Nam sản xuất nhá. Trước ngực cũng sẽ được dập và tên thương hiệu đấy các chú ơi. Chất sẽ là chất thun nhá. À, em xin lỗi, chất sẽ là chất poly. Chất của em này thì sẽ là chất poly nhé các chú nhé. Rất là mềm mại, thông thoáng và suôn mượt cực kỳ này. Em này cũng form dáng slim fit nhé. Độ mới trên 90% cho em ạ. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu các chú ơi. Tag mark của Hàn, độ mới cực kỳ cao cho em. Nhìn tag mark cũng biết là một em hàng nó mới như thế nào rồi đây các chú ạ. Form dáng slim fit dành cho chú mình vóc dáng body. Họ mặc em này quá là đẹp và trẻ rồi ạ. Chất thì rất là mềm mại, thông thoáng các chú ạ. Giá 200 ngàn nhé. Em lên mã Y7, vai 40, bụng 43 và dài 66. Vai 40, bụng 43 và dài 66. Một em polo với màu xanh lam, một em polo giáp nâu dần các chú ơi. Một em polo giáp nâu dần. Logo con ngựa được thêu ở trước ngực nhá. Tay thì sẽ thiết kế bo tay này. Em này cũng form dáng slim fit dành cho chú mình vóc dáng body. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên này các chú ơi. Đây. Tag mark của nó đây, quá trời tag mark luôn đấy ạ. Form dáng body nhá, mặc cực kỳ trẻ trung đấy các chú ạ. Chất là cốt tông cực kỳ mềm mại rồi ạ. Tông màu cơ bản cũng mặc cực kỳ dễ mặc và trẻ trung đấy ạ. Giá em này là 150 ngàn các chú nhá. Mã tiếp theo em lên mã Y8. Vai 43, bụng 49 và dài 65. Vai 43, bụng 49 và dài 65. Một em case width này các chú này. Và với cái tông màu xanh vô cùng đẹp luôn các chú ơi. Form size 95 tương đương với form size M nhá. Có logo được may ở phần trước ngực này. Toàn bộ cúc cũng sẽ được dập tên thương hiệu nhá. Cổ của nó sẽ là phối viền này. Rất là đẹp luôn. Tay thì sẽ thiết kế bo tay nhá. Thân sau của em này, đó, nó có đường lai màu đen và cũng được dập logo hiệu đây các chú ạ. Độ mới rất là cao. Chất này là chất poly cũng rất là thông thoáng, nhẹ nhàng. Cái tông màu này thì mặc lên cực kỳ trẻ trung rồi ạ. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt nhá. Một thương hiệu rất là quen thuộc của Hàn. Đây mọi người quan sát màu sắc của em nó. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Vai 43, bụng 49 và dài 65 nhá. Giá 200 ngàn các chú ơi. Độ mới 90-95% cho em. Em lên mã Y9. Vai 45, bụng 53 và dài 69. Vai 45, bụng 53 và dài 69 ạ. Một em polo màu hồng cánh sen rất là đẹp và trẻ. À, một em hiệu Crocodile form size 95 tương đương với form size M những cái chú nhá. Trước ngực có thêu logo tên hiệu đấy ạ. Cúc của nó cũng sẽ được khắc tên hiệu và hình con cá sấu này các chú này. Đó. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt nhá. Chất sẽ là chất cốt tông, rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Tông màu này thì các chú mình mặc nên vô cùng trẻ rồi ạ. Mình đừng ngại mặc những cái tông màu nổi như thế này ạ. Mặc rất là đẹp, rất là lịch sự luôn. Vai 45, bụng 40. Vai 45, bụng 53 và dài 69. Giá 200 ngàn cho một em Crocodile nhá. Ở những cái em này mua mới cực kỳ đắt đỏ đấy. Thương hiệu vô cùng nổi tiếng rồi ạ. Độ mới trên 90% các chú nhá. Mọi người cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Đây là những cái lô hàng cuối mùa ấy. Thì em bán với cái giá cực kỳ ưu đãi rồi các chú ạ. Mã Y10, vai 43, bụng 51 và dài 67. Mã Y10 ạ, vai 43, bụng 51 và dài 67. Một em polo màu xanh than các chú ơi. Một em Fila nhá. Đây, một em Fila, form size 100. Logo được may ở trước ngực này các chú này. Cúc cũng sẽ được khắc tên Fila nhá. Hai phần vai thì sẽ được phối cái màu cam này. Chất sẽ là chất poly. Chất poly rất là thông thoáng luôn ạ. Form dáng slim fit nhá các chú nhá. Em này độ mới cũng cao, mới 95-97% cho em ạ. Tag mark của Hàn và có cúc phụ đi kèm đầy đủ đây các chú ơi. Make in Korea sản xuất nhá. Độ mới cao, mới 95-97%. Thân sau của em nó đây. Đó.
kiểu dáng nó rất là trẻ trung nhá. Điểm nhấn của nó là phối né với một chút cái tông màu cam này nữa thôi ạ. Cái chúng mình mặc nên cực kỳ đẹp đấy ạ. Vai 43, bụng 51 và dài 67, giá 200.000 nha chú ạ. Tiếp theo lên mã im 11. Vai 42, bụng 48 và dài 67. Vai 42, bụng 48 và dài 67 ạ. Và một em chất mông nhá, một em chất poly chất mông hiệu Uniqlo này cái chú này, form size M nhá. Chất mông tegi. Chất rất là mềm mại luôn ạ. Phần dưới thì sẽ thiết kế bo nhẹ như thế này nghe chú này. Rất là hợp với chú mình mặc thời tiết mùa thu này. Một em Uniqlo Make in China và là hàng xuất Hàn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Độ mới cao cho em. Kiểu dáng nó mặc lên cực kỳ sang và lịch sự đấy các chú ạ. Vai 42, bụng 48 và dài 67 nhá. Giá 150.000 thôi ạ. Lên mã Y 12. Vai 44, bụng 50 và dài 69. Vai 44, bụng 50 và dài 69. Và một em polo thể thao này. Tông màu vô cùng đẹp, rất là trẻ trung, khỏe khoắn các chú ơi. Form size 95 tương đương với form size M các chú nhá. Phần cổ này, cổ sẽ là cổ dệt len và nó và may thêm hai cái cúc cài nữa, rất là lịch sự luôn ạ. Có logo được thêu này, cúc của nó cũng sẽ được khắc tên thương hiệu nhá. Hiệu của Pegico. Trước ngực cũng sẽ được may cái logo hiệu nha các chú nhá. Cúc cũng sẽ được khắc tên hiệu này, hiệu Pegico này, một thương hiệu về dòng thể thao rất là nổi tiếng luôn. Độ mới cao cho em nhé. Đây, tác mác của Hàn, form size 95 tương đương với form size M các chú ạ. Thân sau của em nó này. Em này mới 95-97% nhá. Vai 44, bụng 50 và dài 69, giá 200.000 các chú ạ. Mã Y 13, vai 42, bụng 50 và dài 68. Vai 42, bụng 50 và dài 68. Một em polo tông màu nổi, tông màu sáng, rất là trẻ trung các anh chú ơi. Nó sẽ là phối kẻ ngang nhá. Hiệu Indian, form size 95 tương đương với form size M đấy ạ. Có thiết kế túi ngực này. Ôi chất em này rất là xịn sò luôn ấy. Chất cốt tông rất là mềm mại, đanh sợi vải và thấm hút mồ hôi cực kỳ nhá. Thân sau của em nó đây, tông màu vàng chủ đạo và được phối kẻ ngang này các chú. Độ mới 95-97% nhá. Thực sự những anh chú mình mặc những cái tông màu sáng này lên thì vô cùng trẻ, mặc phải trẻ ra mấy tuổi luôn đấy ạ. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Một em thương hiệu của Hàn nhá các chú nhá. Cúc phụ đi kèm, độ mới rất là cao, chất nó rất là mềm và đanh sợi vải cực kỳ luôn ấy. Giá 200.000 ạ. Vai 42, bụng 50 và dài 68. Mã Y 13, giá 200.000. Mã Y 14, vai 47, bụng 51 và dài 65. Vai 47, bụng 51 và dài 65. Một em mông tư ghi nhớ các chú nhá. Một em mông tư ghi này, Made in Korea, sản xuất form size L nhá. Cổ sẽ thiết kế cổ chữ V như thế này ạ. Nó được phối kẽ ngang rất là đẹp luôn. Phần dưới thì sẽ thiết kế bo như này nhá. Độ mới cực kỳ cao cho em. Tay cũng sẽ thiết kế bo này các chú này. Em này thì dành cho chú mình phải trên 70 cân nhá. Mặc nó ôm bo lấy người ấy, rất là đẹp và trẻ trung. Tác mác của Hàn, Made in Korea sản xuất đây. Độ mới 95-97% nhá. Vai 47, bụng 51 và dài 65, giá 250.000 các chú ạ. Cái màu sắc này, tông màu sáng màu mặc nên thì cũng vô cùng trẻ lịch sự rồi ạ. Em lên mã Y 15, vai 49, bụng 51 và dài 66. Vai 49, bụng 51 và dài 66. Một em polo màu vàng được phối kẽ ngang. Một em lát cốt nha các chú nhá. Em lát cốt form size 100 ạ. Chất sẽ là chất cốt tông vô cùng mềm mại, chất cốt tông giấy ấy, rất là mềm và nhẹ luôn ạ. Có túi ngực này, phần túi cũng sẽ được may cái hình con cá sấu nhá. Cúc cũng sẽ được khắc tên la cốt đấy các chú. Chất cốt tông siêu siêu mềm luôn các chú ơi. Em này thì tông màu nhã nhặn phù hợp với chú mình trung tuổi này. Mặc quá là lịch sự luôn. Chất của em nó thì không thể chê được ấy. Nó rất là mềm, cái chú mình mặc lên nó nhẹ tênh luôn. Nó không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Nó không thiết kế xẻ vạt, em xem nó tác mác bên trong. Đây, một em la cốt của Hàn. Một em la cốt của Hàn nha các chú nhá. Vai 49, bụng 51 và dài 66, giá 200.000 ạ.
Em lên mã Y16, vai 47, bụng 53 và dài 77. Vai 47, bụng 53 và dài 77 ạ. Một em polo màu xanh nhạt và được phối kẻ ngang này các chú này. Một em hiệu của nhà Nike nhé các chú nhé. Một em Nike Made in Cambodia sản xuất này. Tag mark được dập ở phần cổ nhé. Một chất em này sẽ là chất thun, co giãn siêu nhiều này. Rất là mềm mại. Em này form size to đấy ạ. Form size to dành cho chú mình trên 70 cân nhá. Trên 70 cân thì mặc đẹp ạ. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu. Chất thun khá là dày dặn nhưng mà có độ co giãn siêu nhiều luôn các chú này. Made in Cambodia sản xuất và là hàng xuất đi rất là nhiều nước luôn. Tag mark quá trời này. Độ mới cao cho em nhé. Cúc nó sẽ thiết kế cúc bấm và có cũng sẽ có logo móc câu được dập vào phần cúc đây các chú này. Chất siêu đẹp luôn, màu sắc cũng rất là nhã nhặn và lịch sự này. Em này dành cho chú mình form size to nhé. Vai 47, bụng 53 và dài 77, giá 300 ngàn các chú ơi. Một em chất thun lạnh mát rượi và co giãn siêu nhiều luôn, giá 300. Em lên mã Y17. Vai 46, bụng 50 và dài 70. Vai 46, bụng 50 và dài 70 ạ. Một em Adidas Group nhé chú nhá. Một em Adidas Group này, logo được dập ở phần cổ. Trước ngực cũng sẽ được dập cao su logo hiệu này các chú nhá. Thân trước của em này sẽ là màu trắng và được phối kẻ ngang này. Cúc cũng sẽ được khắc tên Adidas đây các chú ạ. Chất sẽ là chất poly nhá. Thân sau của em này thì toàn bộ là màu đen. Chất poly rất là thông thoáng, nhẹ nhàng. Form dáng slim fit này. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Đây, Make in Việt Nam. Make in Việt Nam sản xuất các chú ơi. Tăng mác đây. Có mã QR code check hàng chính hiệu đây các chú ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Một em áo nó phối màu rất là sang và lịch sự đây các chú này. Giá 300 ngàn nhé. Vai 46, bụng 50 và dài 70. Giá 300 ngàn cho một em Adidas. Độ mới cao. Màu sắc quá là đẹp và lịch sự đấy ạ. Mã Y18, vai 46, bụng 53 và dài 70. Vai 46, bụng 53 và dài 70. Một em Haji gốp nha các chú nhá. Và với cái tông màu cam cà rốt này, vô cùng nội và trẻ trung cực kỳ đấy ạ. Chất của em này thì sẽ là chất cốt tông. Có logo thêu rất là đẹp này ở trước ngực này các chú này. Em này thuộc dòng gốp form size 105 và tương đương với form size XL các chú nhá. Chất siêu đẹp luôn, một cái thương hiệu vô cùng xịn sò này. Thân sau của em này sẽ có đường may trang trí này và được thêu cái tên logo hiệu nha các chú nhá. Mua mới như cái em này nó rơi tầm cỡ 3 đến 5 triệu luôn đấy các chú ạ. Màu sắc vô cùng tươi tắn và trẻ trung. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên ạ. Đó, một em tag mark của Hàn Quốc phụ đi kèm. Độ mới rất là cao, 97 98% các chú nhá. Vai 46, bụng 53 và dài 70, giá 200 ngàn thôi ạ. Chất siêu đẹp luôn đấy ạ. Mã Y19, vai 46, bụng 50 và dài 73. Vai 46, bụng 50 và dài 73. Một em polo màu đỏ được phối kẻ ngang các chú nhé. Và một em hiệu của nhà Nike này các chú ơi. Logo được dập ở phần cổ nhé. Form size L ạ. Chất sẽ là chất thun lạnh. Chất thun lạnh mát rượi, có độ co giãn siêu nhiều này các chú ơi. Em này độ mới cũng rất là cao nhé. Mới 95-97% các chú ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tăng mát đây, Made in China và là hàng xuất đi rất là nhiều nước các chú nhá. Đó. Xuất Hàn xuất Nhật các chú ạ. Với cái tông màu đỏ này được phối kẻ ngang rất là sang và lịch sự luôn các chú ơi. Độ mới cực kỳ cao nhá. Chất thì siêu đẹp rồi ạ, mát rượi luôn, có dáng siêu nhiều nữa, giá 200 ngàn ạ. Mã Y20, vai 51, bụng 53 và dài 75. Mã Y20 ạ, vai 51, bụng 53 và dài 75 các chú nhá. Một em polo màu trắng tinh nguyên. Em này cũng thuộc form size to ạ, dành cho chú mình vậy. Trên 80 cân ấy, 80 đến 90 cân thì mặc đẹp em này nhá. Một em polo chất sẽ là chất thun co giãn siêu nhiều được cái chú này. Trắng tinh nguyên không hề có một vết bẩn gì nhá. Logo tag mark được cấm dập ở phần cổ form size L, Made in Việt Nam sản xuất. Trước ngực cũng sẽ được thêu cái logo hiệu đây các chú nhá. Cúc của nó cũng rất là đẹp và xịn sò luôn đấy ạ. Chất sẽ là chất thun nhá. Chất thun rất là mềm mại này. Co giãn thoải mái. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên này các chú này. Đây, tăng mát đấy. Cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Độ mới cực kỳ cao. Đấy, thân sau của em nó đây.
Em này em thấy không khác gì một em áo mới luôn ấy, trắng tinh nguyên không hề có một vết bẩn nhá. Giá là 200 ngàn, vai 51, bụng 53 và dài 75. Mã Y21, vai 46, bụng 51 và dài 70. Vai 46, bụng 51 và dài 70 ạ. Một em polo màu vàng nhạt nha các chú ơi. Chất siêu đẹp luôn, chất sẽ là chất cốt tông giấy ấy. Sờ vào nó đã mát rượi rồi các chú ạ. Em này form size 100 nhá. Hiệu V London Sport này các chú này. Có thiết kế túi ngực. Em này cũng thuộc câu lạc bộ golf này. Chất của nó xịn sò vô cùng luôn. Các chú mình mặc em này thì quá là thích rồi ấy. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau nhá. Tag mark của Hàn, cúc phụ đi kèm. Form size 100 ạ. Đây, em này phần tay này, phần tay và cái phần viền cúc sẽ được phối lẻ với một chút cái tông màu xanh lam nữa thôi. Rất là sang và lịch sự luôn. Độ mới cực kỳ cao nhá. Mới 97-98%. Các chú mình cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. À, độ mới cao, đặc biệt cái chất của nó siêu nhẹ và mát luôn ấy. Vai 46, bụng 51 và dài 70, giá 220 ngàn các chú nhá. Chất nó sẽ là chất cốt tông cao cấp ấy, rất là xịn sò, mềm mại và mát mẻ. Giá 220 ngàn ạ. Em lên mã Y22, vai 50, bụng 56 và dài 72. Vai 50, bụng 56 và dài 72. À, một em polo với tông nồng nền màu hồng nhạt các chú ạ. Hiệu Dunlop nhá, hiệu Dunlop form size L các chú ơi. Cổ cũng sẽ được dập tên hiệu này, Dunlop Motorsport này các chú ơi. Phần cổ rất là đẹp luôn, cổ dệt len và được dệt sắc màu cực kỳ đẹp này. Có thiết kế túi ngực, phần túi cũng sẽ được may cái logo hiệu nhá. Chất cốt tông tổ ong rất là thông thoáng, tay thì sẽ là tay suông như thế này ạ. Tông màu này mặc lên thì cũng vô cùng trẻ rồi ạ, nó rất là nhẹ nhàng, trẻ trung và lịch sự. Em này thì là tag mark của Nhật nhé các chú, một thương hiệu rất là quen thuộc rồi. Độ mới 97-98% cho em nhé. Em này cũng form size to dành cho chú mình ở trên 70 cân. Vai 50, bụng 56 và dài 72, giá 250 ngàn các chú nhé. Độ mới rất là cao. Em lên mã Y23. Vai 45, bụng 52 và dài 68. Vai 45, bụng 52 và dài 68 ạ. Một em polo màu hồng này. Thân trước thì sẽ được phối kẽ ngang nhé. Em Indian form size 100 tương đương với form size L các chú ạ. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Chất cốt tông rất là mềm mại, đanh sợi vải và thông thoáng nhẹ nhàng nhé. Tay thì sẽ thiết kế tay suông này. Thân sau của em này thì sẽ là toàn bộ là màu hồng thôi ạ. Độ mới cực kỳ cao, mới 97-98% cho em nhé. Đây mọi người quan sát màu sắc của nó. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Vô cùng đẹp, nổi và trẻ. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Chất của nó rất là mềm và đanh sợi vải. Tag mark của Hàn, Made in Korea sản xuất nha các chú nhé. Đây mọi người quan sát nào. Form dáng màu sắc này. Vô cùng đẹp và trẻ trung các chú ơi. Chất thì siêu đẹp rồi ạ. Chất nó rất là mềm mại và mát đấy ạ. Giá 200 ngàn nhé. Nhưng lên mã Y24. Vai 46, bụng 50 và dài 68. Vai 46, bụng 50 và dài 68 các chú ạ. Một em polo với tông nền màu ghi xám nhé. Chất sẽ là chất thun, có độ co giãn và rất là suôn mượt. Màu này thì mặc cực kỳ nhã nhặn, sang trọng và lịch sự đấy các chú này. Kiểu dáng nó thiết kế đơn giản thôi nhá. Nó thiết kế trơn như thế này thôi ạ. Được, chất của nó siêu đẹp, nó form dáng cũng cực kỳ chuẩn. À, hiệu EXR này, một thương hiệu rất là quen thuộc của Hàn nhé các chú nhá. Tay cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Đó, kiểu dáng rất là đơn giản nhưng mà form dáng của nó vô cùng đẹp luôn. Form dáng rất là trẻ trung. Màu sắc thì bao sang bao lịch sự rồi các chú ạ. Độ mới rất là cao nhá, tag mark của Hàn. Em này độ mới cao, mới 97-98% cho em. Giá 220 ngàn. Mặc nó rất là nhẹ và mát đấy các chú ạ. Mọi người cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán cho em nhé. Em lên mã Y25. Vai 45, bụng 51 và dài 64. Vai 45, bụng 51 và dài 64 các chú ạ. Một em mông tê ghi với tông nền và màu vàng này. Rất là đẹp luôn. Em này thì là Made in Korea và là form size L các chú nhé. Cổ sẽ thiết kế cổ chữ V này. Phần dưới thì sẽ thiết kế bo gấu như thế này các chú ơi. Tay cũng sẽ thiết kế bo nhá. Độ mới cực kỳ cao. Chất mông rất là mềm mại, nhẹ nhàng các chú ạ. Em này thì các chú mình mặc cả phối với lại quần jean hoặc quần kaki ấy. Rất là trẻ trung đấy ạ. Màu sắc của nó rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng các chú nhá. Độ mới trên 90%. Vai 45, bụng 51 và dài 64. Giá 220 ngàn các chú nhé.
Mã Y26, vai 43, bụng 51 và dài 64. Vai 43, bụng 51 và dài 64 ạ. Và một em mông tơ ghi nữa các chú nhá, với tông màu xanh lam này các chú ơi. Em này form size L, made in Seoul sản xuất nhá. Một thương hiệu của Hàn đây các chú ạ. Phần dưới thì sẽ thiết kế bo như thế này nhá. Tay cũng sẽ là bo tay. Em này độ mới trên 90% nhá. Tông màu quá là đẹp luôn, rất là nhã nhặn này các chú này. Cực kỳ dễ mặc và dễ phối đồ luôn đấy. Rất là phù hợp với chú mình mặc thời tiết hiện tại này, thời tiết mùa thu đông này các chú. Vai 43, bụng 51 và dài 64. Giá này là 200 ngàn các chú nhá. Gam màu quá là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Tiếp theo lên mã Y27. Vai 44, bụng 49 và dài 70. Vai 44, bụng 49 và dài 70 ạ. Một em chất thun lạnh được phối họa tiết sao này các chú nhá. Và một em hiệu Louis này, form size M các chú ạ. Form size M nhìn nhìn nó khá là to đấy, nhìn giống form size L ấy. Logo được thêu nhá. Em này hiện dành cho chú mình phải trên 70 cân, 70 75 cân thì mặc đẹp nhá. Chất nhẹ nhàng, chất thun lạnh co giãn siêu nhiều đấy các chú. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tag mác của hàng. Phối họa tiết màu sắc rất là nhã nhặn các chú nhá. Chất em này rất là mềm mại nhẹ nhàng rồi ạ, mát rượi luôn. Giá 200 ngàn ạ. Em lên mã Y28. Vai 46, bụng 50 và dài 73. Vai 46, bụng 50 và dài 73. Và một em chất thun lạnh với tông màu ghi nhá. Với tông màu ghi muối tiêu như thế này các chú này. Form size 100, hiệu của nhà Biss này các chú này. Và logo được dập trước ngực đây nhá. Tông màu rất là nhã nhặn và lịch sự luôn ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Tag mác của Hàn và có cúc phụ đi kèm. Đây, tông màu vô cùng nhã nhặn và lịch sự nhá. Chất sẽ là chất thun co giãn siêu nhiều này các chú ơi. Kiểu dáng thiết kế đơn giản thôi, nhưng mà cái chú mình mặc màu này rất là dễ mặc đấy ạ. Giá 250 ngàn. Em lên mã Y29. Vai 47, bụng 51 và dài 70. Vai 47, bụng 51 và dài 70. Một em polo màu xanh than này các chú này. Xanh than pha muối tiêu nhá các chú nhá. Hiệu Wilson, form size 105. Tương đương với form size XL nhá. Có logo được dập cao su ở trước ngực này. Và toàn bộ cúc cũng sẽ được dập khắc tên thương hiệu các chú ạ. Chất sẽ là chất thun nhá. Chất thun rất là thích luôn. Nó độ co giãn siêu nhiều nhá. Em một em make in Indonesia sản xuất và là hàng xuất Hàn đấy các chú ạ. Độ mới trên 90% nhá. Tông màu giản dị nhã nhặn phù hợp với chú mình trung tuổi. Từ 45 tuổi trở lên đấy. Đây cái chú mình mặc màu này rất là phù hợp luôn. Form size to cũng dành cho chú mình trên 70 cân nhé. Vai 47, bụng 51 và dài 70. Giá 250 ngàn ạ. Mã Y30. Vai 46, bụng 53 và dài 72. Vai 46, bụng 53 và dài 72. Một em polo màu cam cà rốt và được phối kẽ ngang này. Tông màu nổi rất là trẻ trung. Form size 100 các chú nhé. Thân giữa của nó này được phối với kẽ ngang với tông màu sáng màu, tạo nên điểm nhấn cho cái áo. Quá là đẹp luôn các chú ạ. Độ mới rất là cao. Chất cốt tông rất là mềm mại, thông thoáng nhé. Độ mới 90-95%. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Tag mác của Hàn và có cúc phụ đi kèm. Vai 46, bụng 53 và dài 72. Giá 180 ngàn các chú nhé. Dành cho chú mình thích những cái gam màu nổi trẻ trung thì mình chọn em này nhé. Độ mới rất là cao luôn đấy ạ. Chất thì rất là thông thoáng rồi. Mã Y31. Vai 47, bụng 49 và dài 74. Vai 47, bụng 49 và dài 74. Một em polo màu trắng tinh. Được phối kẽ ngang nhé chú nhé. Chất sẽ là chất cốt tông đấy ạ. Cổ thì sẽ được phối cái viền màu ghi này. Xanh ghi này các chú ơi. Có thiết kế khóa kéo nhé. Đó. Có túi ngực đây các chú ạ. Phần túi cũng sẽ được may cái logo tag mác hiệu này. Hiệu Housey Loading đấy chú ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau nhá. Tag mác của Nhật. Độ mới cực kỳ cao cho em. Trắng tinh nguyên. Mới 97-98% luôn đấy ạ. Một em polo màu trắng tinh này. Đó. Ở phần cánh tay thì nó cũng sẽ được phối họa tiết này. Đó. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Rất là sang và lịch sự. Em này cũng thuộc form size to đấy. Vai 47, bụng 49 và dài 75. Giá 200 ngàn nhé.
Lụa mới cao, trắng tinh nguyên các anh chú ạ. Mặc quá là sang và lịch sự rồi. Em lên mã Y32, vai 43 bụng 47 và dài 74. Vai 43 bụng 47 và dài 74. Giá 200 ngàn và một em Adidas các chủ nhá. Một em Adidas chất sẽ là chất thun. Có logo được dập ở trước ngực này. Thân trước nó là tông màu sáng và được phối màu sắc quá là đẹp luôn. Phối tông màu ghi và màu vàng. Quá là đẹp và trẻ trung nhá. Thân sau của em này thì sẽ là vai trên đấy sẽ là phối cái vải lưới này. Vải lưới rất là thông thoáng luôn các chú ơi. Thân sau sẽ là chất thun lạnh, co giãn và thông thoáng cực kỳ nhá. Em này form dáng slim fit dành cho chú mình vóc dáng body mà phải cao nhá, cao trên mét 7 cao trên mét 75 ấy. Em này dài 74, vai 43, bụng 47 và dài 74 nhá. Độ mới trên 90% cho em. Tông màu sáng màu thì vô cùng trẻ trung rồi các chú ạ. Giá 200 ngàn nhá. Tay thì sẽ thiết kế tay suông như thế này và phần tay cũng sẽ được phối kế ba sọc màu vàng này. Độ mới rất là cao đấy ạ. Có mã QR code check hàng chính hiệu cho em nhé. Tag mác của Hàn. Vai 43, bụng 47 và dài 74. Giá 200 ngàn thôi các chú ơi. Tất cả sản phẩm của em hôm nay giá thì cực kỳ ưu đãi luôn ạ. Giá gọi là giá xả kho cuối mùa, cuối vụ ấy ạ. Và cũng có một số mã hàng em bị bom hàng ấy. Thế hôm nay em cũng đem ra xả hết cho các chú mình ạ. Mã Y33, vai 46 đến 48, bụng 54 và dài 74. Vai 46 đến 48, bụng 54 và dài 74 các chú ạ. Và một em polo form size khá là to nhé. Em một em Lacoste các chú ơi. Em này em cũng bị bom hàng đây. Và mọi người quan sát này. Màu sắc rất là đẹp và trẻ trung như thế này. Chất thì rất là xịn sò luôn ấy. Chất cotton cá sấu rất là mềm mại nhá. Đây, logo con cá sấu và chữ Lacoste nhá, được may ở phần trước ngực này các chú này. Cúc của nó cũng sẽ được khắc tên Lacoste đấy ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt và sau sẽ trùng hơn vạt trước. Một em Lacoste của Hàn, một em Lacoste của Hàn nhá. Đây, cúc phụ đi kèm đầy đủ. Cái tông màu của nó nha các chú nhá. Tông màu của nó thì sẽ là cái tông màu xanh navy ở phần cánh tay này, còn thân trước này, thân trước thì sẽ là màu xanh nhạt đấy, màu xanh nhạt. Đó, màu xanh nhạt này phối với cái màu trắng này, rất là trẻ trung luôn. Đây, thân sau nữa, thân sau phần trên này sẽ là tông màu xanh navy nhá, còn phần dưới sẽ là màu xanh nhạt chứ không phải nó bị bạc gì đâu các chú ạ. Tông màu rất là nổi và trẻ đấy ạ. Chất thì siêu đẹp rồi, chất cá sấu rất là mềm mại. Giá này là 300 ngàn nhá. Giá xả thôi. Vai 46 bụng, vai 46 đến 48 bụng 54 và dài 74 nhá. Giá em Lacoste giá 300 ngàn các chú ạ. Chất siêu đẹp và mềm mại luôn đấy. Mã Y34, vai 48 đến 50, bụng 55 và dài 76. Vai 48 đến 50, bụng 58 và dài 76 ngay chú ạ. Và một em polo màu trắng tinh nhá, form size to. Form size này cũng dành cho chú mình trên 80 cân. Một em Adidas cái chú ạ, một em Adidas logo được dập ở trước ngực này. Kiểu dáng đơn giản thôi nhá. Chất sẽ là chất cotton rất là mềm mại và thông thoáng. Thân sau của em nó đây. Đó, nó may kiểu đơn giản cực kỳ luôn. Chất rất là đẹp mềm mại, nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên này bằng nhau này. Đó, một em Adidas của Hàn đây ạ. Form size to nhá, trắng tinh nguyên, không hề có một vết bẩn gì đâu các chú ạ. Vai 48 đến 50, bụng 58 và dài 76, giá 350 ngàn các chú nhá, một em Adidas trắng tinh. Mã Y35, vai 44, bụng 49 và dài 70, vai 44, bụng 49 và dài 70, giá 200 ngàn. Và một em polo với tông nền màu xanh rêu này. Màu này các chú mình mặc nên cực kỳ sang, lịch sự và khỏe khoắn nhá. Em này bị cắt mất tang ở cổ mất rồi ạ. Và một em hiệu Moon Bell nghe chú nhá. Và logo được may ở trước ngực này. Cúc cũng sẽ được khắc tên Moon Bell này. Độ mới rất là cao, chất cotton cực kỳ mềm mại luôn ạ. Tay thì một nửa sẽ thiết kế bo tay như thế này nhá. Form dáng slim fit, nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Độ mới 90-95% cho em. Kiểu dáng nó đơn giản thôi nhưng mà form dáng cực kỳ trẻ trung. Màu sắc cũng cực kỳ sang và lịch sự khỏe khoắn nhá các chú. Giá 200 ạ. Mã Y36, vai 48, bụng 56 và dài 72. Vai 48, bụng 56 và dài 72 ạ. Một em polo màu đen này, chất thun lạnh nhá. Một em Kappa các chú ơi. Một em Kappa có logo được dập ở trước ngực đây nhá. Chất sẽ là chất thun lạnh, mát rười rượi luôn. Có giãn siêu nhiều này.
tay thì sẽ thiết kế tay suông như thế này dành cho chúng mình thích những cái gam màu tối ấy, form size to thì mình mặc em này quá là sang, lịch sự, mát mẻ rồi ạ. Của em Kappa của Hàn nhé chú nhé. Kiểu dáng nó thiết kế đơn giản thôi nhưng mà chất của nó thì siêu xịn sò luôn. Mát rười rượi. Giá 300 ngàn nhé chú ạ. Vai 48, bụng 56 và dài 72 nhé. Mã Y37. Vai 49, bụng 54 và dài 74. Vai 49, bụng 54 và dài 74. Giá 180 ngàn. Một em polo màu xanh cốm nhé các chú nhé. Em này phần cổ sẽ là cổ dệt len này, được phối kẽ sọc đây. Có logo được may nhá, may ở trước ngực đấy ạ. Tay cũng sẽ thiết kế tay suông này. Form size to dành cho chú mình trên 80 cân nhá. Có xẻ vạt hai bên bằng nhau. Cái tông màu rất là mát mắt, rất là trẻ trung luôn ạ. Vai 49, bụng 54 và dài 74, giá 180 ngàn. Độ mới trên 90% các anh chú nhá. Lên mã Y38. Vai 40, bụng 46 và dài 70. Vai 40, bụng 46 và dài 70. Một em polo màu hồng chất cốt tông nhé. Và sẽ được thêu nhé. Em này toàn bộ được thêu họa tiết hình con cò đây các chú này. Một em tô mì 2 phin G, form size S các chú ạ. Độ mới rất là cao, chất cực kỳ mềm mại luôn. Tay thì sẽ thiết kế bo. Có logo tô mì được may ở thêu ở phần tay này các chú này. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên. Đây, tag mark đây, Make in Việt Nam sản xuất nhé. Tông màu quá là nổi, quá là trẻ trung luôn ạ. Chất cốt tông thì cực kỳ mềm mại. Thương hiệu rất là xịn sò và cũng cực kỳ đắt đỏ đây các chú ạ. Vai 40, bụng 46 và dài 70 nhá. Giá 250 ngàn các chú ạ. Độ mới rất là cao, chất thì không thể chê được ạ. Chất nó mềm như bún luôn ạ. Nó phối họa tiết này. Các chú mình mặc em này thì quá là trẻ trung rồi. Giá 250 ngàn nhá. Mã Y39, vai 48, bụng 58 và dài 72. Vai 48, bụng 58 và dài 72. Một em polo màu tím đậm nhé. Giá 200 ngàn các chú ơi. Em này thì dành cho chú mình trung tuổi thôi. Cái chú mình khoảng từ 60 tuổi trở lên ấy, thì mặc em này thì phù hợp ạ. Nó rất là nhã nhặn và lịch sự nhé. Là một em hiệu K2 form size 110 tương đương với form size 2XL các chú ạ. Có thiết kế túi ngực này. Túi cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Em này thì sẽ có khóa kéo nhá. Đây, nó thiết kế kiểu cúc ẩn như thế này à, rất là lịch sự luôn. Bên trong thì sẽ là khóa kéo, phần khóa cũng sẽ được khắc tên thương hiệu nhá. Tay thì sẽ thiết kế tay suông như thế này các chú này. Chất siêu đẹp luôn, chất cốt tông rất là thông thoáng nhá. Tay suông này các chú mình mặc lên cũng cực kỳ thoải mái đấy ạ. Độ mới rất là cao cho em nhá, mới 95%. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu. Tag mark bên trong này, tag mark của Hàn các chú nhá. Đó, cúc phụ đi kèm. Độ mới rất là cao cho em. Dành cho chú mình trung tuổi mặc em này thì quá là nhã nhặn, quá là phù hợp rồi ạ. Giá 200 ngàn. Mã Y40, vai 46, bụng 52 và dài 70. Vai 46, bụng 52 và dài 70 các chú ạ. Một em polo màu hồng đậm này. Và một em Adidas nhá. Em Adidas Made in Korea sản xuất form size 100. Có logo được thêu ở trước ngực đây các chú ạ. Phần tay cũng sẽ được may cái logo Adidas nhá. Đó. Cúc thì sẽ được dập mã ba vạch của hiệu này. Tay cũng sẽ thiết kế tay suông. Em này cũng form size dành cho chú mình trên 70 cân nhé. Phần sườn cũng sẽ được may cái logo nhé. Climalit này các chú. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu ạ. Một em Adidas của Hàn. Có mã QR code check các chú này. Cúc phụ đi kèm đầy đủ nhé. Chất cốt tông rất là mềm mại, thông thoáng nhẹ nhàng. Với tông màu thì rất là nổi và trẻ ạ. Giá này là 200 ngàn thôi. Cho nên mã Y41. Vai 45, bụng 53 và dài 74. Vai 45, bụng 53 và dài 74. Một em polo chất thun với tông màu đỏ và phối kệ ngang nhé. Giá 200 ngàn các chú ơi. Một em hiệu của nhà Nai. Cổ sẽ là cổ dệt len màu trắng này. Phần cúc cũng sẽ là thiết kế màu trắng, phối màu trắng. Đẹp. Tông màu nổi và vô cùng trẻ trung. Chất sẽ là chất thun thể thao nhé. Co giãn và rất là suôn mượt mềm mại. Những cái em này cái chú mình mặc rất là thích luôn ấy. Nó rất là nhẹ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tag mark đây Made in China và là hàng xuất đi rất là nhiều nước các chú nhá. Rất là xịn sò luôn. Độ mới 90-95%. Vai 45, bụng 53 và dài 74. Giá 200 ngàn. Em này cũng dành cho chú mình trên 70 cân nhá. Màu sắc quá là nổi và trẻ ạ.
Tiếp theo nên mã Y 42, vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70 ạ. Một em polo màu trắng nhá. Chất sẽ là chất poly, chất poly co giãn, và nó sẽ là cái vải lưới như thế này ấy. Em này nó mặc nó nhện tênh luôn ấy. Mặc như không mặc luôn các chú ạ. À, sờ chất vải nó mát rười rượi này. Nó rất là mềm và mát nhá. Một em thương hiệu The Red Face nhá. Thương hiệu của Hàn, form size 100. Cúc của nó cũng sẽ được khắc tên thương hiệu đấy chú này. Trước ngực có túi và có khóa kéo nhá. Nó cũng sẽ có logo được may ở đây. Một em thương hiệu nó rất là may, rất là tỉ mỉ luôn ạ. Thân sau của nó kiểu dáng đơn giản thôi. Cầm cái áo nó nhìn nó rất là suôn mượt như thế này các chú này. Đó. Mặc thì nó nhẹ và nó mát vô cùng rồi ạ. Độ mới cực kỳ cao nhá. Trắng tinh, không hề có một vết bận lầm lỗi gì đâu. Tay cũng sẽ thiết kế tay suông này. Đây, một em thương hiệu rất là quen thuộc của Hàn. Rất là mềm mại, nhẹ nhàng và mát mẻ luôn các chú ạ. Giá 300 ngàn nhá. Độ mới cao, trắng tinh. Không khác gì một em áo mới luôn ấy. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Giá 300 ngàn cho một em thương hiệu này nhá. Mã Y 43. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Vai 45, bụng 53 và dài 72. Một em polo màu tím này và được phối kẽ ngang các chú nhá. À, một em hiệu của Hàn, form size 100 các chú ạ. Có logo được may ở trước ngực này các chú này. Ở chất sẽ là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông rất là thông thoáng. Tay cũng sẽ thiết kế tay suông này. Với tông màu tím rất là nhã nhặn, lịch sự. Nó cũng sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu nhá. Tăng mát của Hàn và có cúc phụ đi kèm. Hiệu Le Jung So này các chú này. Nghe cái tên đã thấy kiểu giống tên Hàn ấy, tên Hàn Quốc ấy các chú. Đó. Tông màu nhã nhặn lịch sự phù hợp với chú mình từ 45 tuổi trở lên nhé. Giá 200 ngàn, vai 45, bụng 53 và dài 72. Form size dành cho chú mình trên 70 cân ạ. Em lên mã Y 44, vai 47, bụng 53 và dài 70. Vai 47, bụng 53 và dài 70 các chú ạ. Một em polo màu đen nhé. Chất cốt tông rất là mềm. Và một em tô mì 2 finger. Form size M make in Việt Nam nhé các chú nhé. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như thế này này. Em này cũng thuộc form size to nhé. Form size to phải dành chú mình trên 80 cân ấy. Đó. Chất cốt tông rất là mềm mại. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước. Make in Việt Nam sản xuất này các chú này. Một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi ạ. Cái chú mình mua mới. Em này nó rơi cầm cỡ gần 2 triệu nhé. Chất của nó siêu đẹp, rất là mềm mại luôn. Vai 47, bụng 53 và dài 80 nhá. Giá 200 ngàn các chú ơi. Mã 4Y 45, vai 51, bụng 59 và dài 75. Vai 51, bụng 59 và dài 75. Một em polo chất thun lạnh nhá. À, một em case sweat này các chú này. Form size 110 tương đương với form size 2XL. Kiểu dáng đơn giản thôi nhá. Nó kiểu may trơn như thế này thôi. Phần tay cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Chất siêu đẹp luôn, chất thun lạnh mát rười rượi nhá. Dành cho chú mình form size to. Mặc cái chất này thì quá là dễ chịu rồi. Tay thì tay suông như thế này ạ. Cực kỳ thoải mái luôn nhá. Em này sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu. Một thương hiệu rất là quen thuộc của Hàn này các chú này. Vai 51, bụng 59 và dài 75. Giá 200 ngàn. Dành cho chú mình phải trên 80 cân nhá. Trên 80 cân thì mặc vừa đẹp em này. Màu đen trơn thôi nhưng mà chất siêu đẹp luôn. Co giãn thoải mái siêu nhiều này. Giá 200 ngàn ạ. Em lên mã Y 46. Vai 52, bụng 56 và dài 75. Vai 52, bụng 56 và dài 75. Một em hiệu Phút Roi nhá các chú nhá. Với cái tông màu xanh này. Tông màu xanh được phối kẽ này các chú ơi. Phần cổ cũng sẽ được may cái logo hiệu nhá. Form size L. Kiểu dáng đơn giản thôi nhưng mà cái chất của em nó cũng rất là xịn sò. Chất thun lạnh, co giãn, màu sắc thì mát mắt và trẻ trung ạ. Em này cũng dành cho chú mình trên 80 cân nhé. 80 đến 100 cân em nghĩ cũng mặc vừa đấy ạ. Độ mới cực kỳ cao. Chất suôn mượt và co giãn thoải mái siêu nhiều nhé. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu các chú ạ. Một em thương hiệu của Hàn. Vai 52, bụng 56 và dài 75. Giá 200 ngàn ạ. Em lên mã Y 47. Vai 44, bụng 49 và dài 70. Vai 44, bụng 49 và dài 70 các chú ơi. Một em polo thân trước thì sẽ làm tông màu xanh lam nhé.
Thân sau của em này thì sẽ là phối kẽ ngang như thế này ạ. Chất rất là xịn sò luôn. Chất rất là suôn mượt này, co giãn siêu nhiều thoải mái các chú ạ. Chất cốt tông co giãn này, cực kỳ dễ chịu thoải mái. Có thiết kế túi ngực này. Phần túi cũng sẽ được may cái logo hiệu nhé. Cúc của em này thì sẽ là thiết kế cúc kim loại này, và cũng được khắc tên thương hiệu luôn. Form size 95. Chất nó nhẹ tênh, nó co giãn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em tag mark của Hàn và có cúc phụ đi kèm đây các chú ơi. Em này thì màu sắc rất là nhã nhặn này, dành cho chú mình trung tuổi ấy, các chú trên 50 tuổi. Mặc quá là đẹp rồi ạ. Chất thì không thể chê được các chú nhá. Nó mềm và nó co giãn thoải mái dễ chịu cực kỳ. Giá 200 ngàn. Mã Y 48, vai 46 bụng 53 và dài 78. Vai 46 bụng 53 và dài 78 các chú ạ. Một em polo màu xanh lam này, một em tô mì 2 phin G form size XL nhá. Cổ thì sẽ là được phối viền này. Đó. Tay thì sẽ thiết kế bo tay nhá, có logo được thêu ở trước ngực. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên. Một em tô mì make in Việt Nam sản xuất. Kiểu dáng đơn giản thôi, chất cốt tông rất là mềm mại và đanh sợi vải thấm hút mồ hôi các chú nhá. Vai 46 bụng 53 và dài 78, giá 150 ngàn. Mã Y 49, vai 43 bụng 49 và dài 67. Vai 43 bụng 49 và dài 67 ạ. Một em màu trắng này, chất thun lạnh các chú nhá. Một em phila form size 95. Chất thun lạnh, màu của nó sẽ là màu trắng củ đậu nhá. Thân sau của em là đây. Thân sau thì nó sẽ là vai trên ấy, nó sẽ là cái vải lỗ lưới thông thoáng như thế này nhá. Đây, có cái logo viết tắt của chữ Fila này cái chỗ này. Đó, chất rất là mềm mại và suôn mượt đây ạ. Em xem tag mark bên trong. Đây, một em Fila của Hàn nhá. Có mã code check đấy các chú ơi. Giá này là 200 ngàn. Vai 43, bụng 49 và dài 67 nhá. Đó, chất thun lạnh thì mát rượi, mềm mại và có độ co giãn này. Giá 200. Em lên mã Y50. Vai 50, bụng 54 và dài 78. Vai 50, bụng 54 và dài 78. Một em Footjoy form size to nhá. Form size dành cho chúng mình 90 cân đến 100 cân cũng mặc đẹp đấy ạ. Với tông màu xanh nhạt này, được phối kẽ ngang. Được phối kẽ ngang ở cái phần ngực trên này. Có logo thêu phần cổ nhá. Chất cốt tông rất là mềm mại. Chất cốt tông xịn sò, có độ co giãn thoải mái siêu nhiều. Độ mới cực kỳ cao, mới 90-95% cho em các chú ạ. Này, đăng mắc của Hàn nhá. Tông màu của nó quá là đẹp, quá là bắt mắt và trẻ trung đấy ạ. Vai 50, bụng 54 và dài 78, giá 200. Nên lên mã cuối cùng, mã Y51. Vai 49, bụng 56 và dài 75. Vai 49, bụng 56 và dài 75. Một em polo màu trắng, hiệu Adidas nghe chú nhá. Một em Adidas Made in Korea, form size 110, tương đương với form size 2XL ạ. Có logo Adidas được thêu đây các chú này. Tay thì sẽ phối viền với tông phối viền màu nâu nhá. Chất cốt tông rất là mềm mại. Form size to dành cho chú mình trên 80 cân, 80-90 cân mặc đẹp nhá. Độ mới cực kỳ cao, trắng tinh nguyên. Không khác gì một em áo mới luôn ấy. Đây, mã QR code check này. Một em Adidas của Hàn, cúc phụ đi kèm đầy đủ đây ạ. Kiểu dáng nó đơn giản thôi nhá, nhưng mặc quá là sang và lịch sự ấy. Vai 49, bụng 56 và dài 75. Mã cuối cùng, giá 300 ngàn các chú nhá. Giá 300 ngàn cho một em Adidas chính hãng form size to nhá. Mã cuối của em ngày hôm nay rồi ạ.